Chào mừng các bạn đã trở lại trên kênh của Phương Lê. Không khí Tết đã rộn ràng lắm rồi các bạn ơi. Bữa cơm sum vầy, đón chào năm mới bên gia đình không thể thiếu những chiếc bánh chưng đúng không các bạn? Trong video hôm nay, Phương sẽ chia sẻ các bạn cách làm bánh chưng hoàn toàn mới, khác với cách làm bánh chưng truyền thống. Cách làm bánh chưng mới mà Phương chia sẻ, các bạn mất rất ít thời gian, chỉ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ là các bạn đã có bánh chưng ngon để ăn rồi đấy. Thời gian làm chín bánh chưa đầy 2 tiếng. Bánh chưng đảm bảo vẫn giữ được độ mềm, béo, giòn, dẻo và thơm ngon. Để biết cụ thể cách làm thì các bạn cùng vào bếp với Phương ngay nhé. Đây chính là phần nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị để gói được bánh chưng nha. Các bạn chuẩn bị cho Phương lá chuối hoặc lá dong cũng được. Gạo lếp thì các bạn tùy gia đình sử dụng lượng gói bánh chưng nhiều hay ít mà các bạn sử dụng lượng gạo lếp cho phù hợp nha. Ở đây thì Phương sử dụng là khoảng hơn 1 cân gạo lếp này. Loại nếp mà Phương dùng là nếp cái hoa vàng nhé. Một chút lá dứa để tạo màu xanh cho bánh thêm đẹp và hấp dẫn. Các bạn có thể thay thế lá dứa bằng cải bó xôi hoặc rau ngót cũng được nha. Đậu xanh. Gia vị gồm có tiêu, đường, muối, hạt nêm và nước mắm nha các bạn. Phần thịt lợn thì các bạn nên mua thịt ba chỉ để chúng ta làm nhân bánh cho ngon nha. Gạo nếp các bạn vo kỹ cho mình nha. Các bạn vo cho thật sạch tới khi mà nước trong ấy. Thì lúc này các bạn ngâm gạo, bỏ một thìa muối vào, rồi sau đó các bạn ngâm khoảng vài tiếng. Đậu xanh cũng vậy, các bạn cũng ngâm khoảng 3 đến 4 tiếng khi mà đậu đã bắt đầu mềm và chóc này vỏ. Các bạn cho vào chậu nước và chúng ta đãi luộc hết, bỏ hết phần vỏ đi nha các bạn. Thịt ba chỉ cũng vậy, các bạn rửa sạch rồi sau đó thái thành những miếng nhỏ cho mình. Phần thịt ba chỉ ở đây Phương sử dụng là khoảng 300g nhé. Lúc này thì các bạn cũng ướp thịt luôn nhé. Các bạn cho mình 2 thìa canh bột nêm này, với 1 phần 2 thìa cà phê muối, 1 thìa canh mắm, 1 phần 2 thìa cà phê bột ngọt. Tiếp đó các bạn bỏ vào 1 thìa cà phê đường. Cuối cùng là hạt tiêu xay, các bạn cho Phương 2 thìa cà phê luôn nha. Rồi lúc này thì các bạn mang bao tay vào và các bạn trộn đều cho thịt thấm hết gia vị. Các bạn ướp để đó khoảng 1-2 tiếng hoặc hơn cũng được nha. Chúng ta để lâu một chút thì thịt sẽ càng thấm gia vị hơn đấy các bạn. Phần lá dứa thì các bạn cho vào máy xay giống như Phương, hoặc các bạn giã dùng, nếu như bạn nào không có máy xay thì các bạn có thể dùng cối. Chúng ta giã nát ra và dây chỉ lấy phần nước như thế này thôi nhé. Phần đậu xanh sau khi đã đãi sạch vỏ rồi thì các bạn cho vào chảo và chúng ta cho nước vào nha. Các bạn đun khi nào mà đậu sôi thì hớt bọt, rồi sau đó thì các bạn nêm đường và muối vào. Chúng ta đảo xên đậu đến khi nào đậu khô lại là được nha các bạn. Xanh cũng là phần nhân thì các bạn có thể nêm một chút muối này và một chút đường nha. Các bạn có thể điều chỉnh tùy vào khẩu vị gia đình mình ăn. Các bạn nêm nếm làm sao cho phù hợp. Và lúc này thì các bạn cho thêm một chút dầu ăn nhé. Cho dầu ăn vào nhân ý, thì khi mà các bạn xên nhân, nhân sẽ không bị quá dính ở chảo. Và kèm theo đó là chúng ta ăn bánh ý, thì cái nhân nó cũng sẽ rất là béo, rất là ngậy ý các bạn. Đó, các bạn xên khô như thế này là được này. Phần thịt thì các bạn bỏ vào rim hoặc chiên sơ. Các bạn rim cho thịt chín tới như thế này là được nha. Tiếp theo là công đoạn làm chín vỏ bánh. Phần gạo nếp thì các bạn cho ra một cái chảo thật là rộng này, giống như Phương. Rồi sau đó thì các bạn lấy nước lá dứa nhé. Các bạn cho hết phần nước lá dứa vào trong gạo nếp luôn. Các bạn cho dần dần vào và đảo đều tới khi nước lá dứa quện hết hạt gạo là được. Tiếp tục mình lên vào phần vỏ bánh là 2 thìa canh muối này và 1 phần 2 thìa cà phê đường nha các bạn. Các bạn dùng đũa và phới gỗ, chúng ta trộn đều gạo lên. Các bạn đảo đều liên tục nha, để cho hạt gạo chín đều nha các bạn nha. Sau thời gian đảo ở trên bếp thì gạo nếp lúc này đã có sự kết dính rồi đấy các bạn. Lúc này các bạn nên cho một chút dầu ăn vào nhé, để tạo cái độ béo ngậy cho vỏ bánh. Tiếp tục các bạn trộn đều lên để cho dầu ăn được quyện hết với hạt gạo này. Đảo tới khi mà hạt gạo lếp có độ kết bám dính tốt như thế này thì các bạn dừng lại được rồi.
Ở phần hình ảnh chia sẻ thì mình có để hình ảnh là lá chuối, tuy nhiên thì mình có mua cả hai, cả lá dong và lá chuối, nên là mình sẽ chọn lá dong để gói cho dễ nhá. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách gói trên lá dong nha các bạn nhé. Các bạn có thể chuẩn bị lạt giống như Phương để buộc, hoặc có thể dùng dây dù hoặc dây lá dứa cũng được nha. Đó, các bạn đặt ở dưới khuôn hai cái nạt như thế này. Rồi phần lá dong thì các bạn cắt bỏ phần cuống đi cho Phương này. Lưu ý rằng lá là chúng ta đã rửa sạch để khô ráo rồi mới gói. Sau đó thì nếu mà bạn nào cẩn thận thì có thể rạch bớt cái phần cuống đi cho bớt cứng nha. Rồi bây giờ mình dùng luôn phần cuống làm cái thước đo cái kích thước của khuôn này các bạn này. Đó, các bạn lấy kích thước của khuôn để chúng ta cắt lá dong định hình luôn. Lá dong thì các bạn úp phần lưng lại, rồi sau đó các bạn gập lại làm đôi như thế này. Sau đó thì các bạn gấp lá lại làm 4 cho mình nha. Đặt cái phần cuống thước đo mà các bạn đã lấy kích thước của khuôn ấy, các bạn đặt lên lá dong rồi cắt bỏ phần thừa đi này. Rồi sau đó thì các bạn tiếp tục xếp cho đủ 4 góc của khuôn bánh nha. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cho một phần gạo nếp để chúng ta nót dưới phần đáy lá làm vỏ bánh các bạn. Đó, các bạn dàn đều ra nhé. Các bạn dàn đều ra cho Phương này. Đậu xanh lúc này các bạn cũng cho vào luôn. Rồi sau đó thì chúng ta xếp một lớp thịt ở trên mặt đậu xanh nhé. Tất cả phần nhân ấy, chúng ta đều làm chín sơ qua như thế này thì cái quá trình mà chúng ta làm chín bánh sẽ rất là nhanh ấy các bạn. Phần thịt thì các bạn có thể cho tùy theo sở thích của gia đình mình, thích ăn nhiều thịt hay là ít thịt mà các bạn bỏ vào. Đó, tiếp tục các bạn phủ lên một lớp đậu này. Cuối cùng là các bạn cho một lớp gạo nếp bên trên nha. Để chúng ta vì là chúng ta làm bằng những nguyên liệu đã gần chín rồi ấy các bạn, nên là các bạn dùng phới nha, và các bạn dàn đều, chúng ta ấn nhẹ để bánh định hình được tốt nhất. Khi mà lên bánh ấy, thì bánh sẽ vuông vắn và đẹp nhất nha các bạn. Rồi mình cắt luôn một lớp lá nữa các bạn, phủ ở trên mặt này. Rồi mình gấp các góc và gói lại thật chặt nha các bạn nhé. Các bạn lấy tay và các bạn nhớ rằng các bạn gói chắc và chặt tay một chút nha. Thì bánh sẽ định hình rất là đẹp ấy các bạn, rất là vuông vắn. Gói lá dong thì sẽ rất là dễ so với lá chuối các bạn. Cũng may là Phương ở Hà Nội nhưng mà mua lá dong thì cũng rất là dễ. Nếu mà bạn nào ở Hà Nội thì các bạn có thể ra gần ga nhé. Chúng ta ra chỗ ga Hàng Cỏ ở Hà Nội là chúng ta sẽ có đầy đủ lá dong và lạt. Đó, còn các bạn ở quê thì mua lá dong sẽ rất là dễ rồi. Trường hợp mà không có lá dong thì mình cũng có thể dùng gói bằng lá chuối. Cách gói lá chuối thì các bạn cũng làm tương tự như gói lá dong thôi nha. Đó, vậy là xong bánh rồi này các bạn này. Rất là vuông vắn, bánh nhìn rất là đẹp nha các bạn. Tới công đoạn làm chín bánh này. Thì Phương sẽ hấp bánh bằng nồi áp suất luôn nha các bạn. Nếu như bạn nào mà không có nồi áp suất, chúng ta không sẵn nồi áp suất thì các bạn có thể sử dụng nồi cơm điện và làm tương tự giống như Phương. Các bạn cho một chút nước ở bên dưới. Rồi sau đó thì các bạn lấy một cái vỉ các bạn kê lên nhá. Rồi sau đó các bạn đặt bánh lên trên này các bạn. Dùng nồi áp suất hay là nồi cơm điện để hấp cho bánh chưng thì các bạn cũng chọn ở chế độ ninh nấu thông thường thôi nha. Ở đây thì Phương chọn cho chế độ là ninh xương này các bạn này. Đó thì nước sẽ vẫn giữ nguyên và
À, hoàn toàn bánh được chín bằng hơi nhé các bạn nhé. Khi mà các bạn làm bánh theo cách mà Phương chia sẻ ở đây ấy, thì đảm bảo các bạn ăn bánh sẽ ngon hơn với cách làm truyền thống. Bánh vừa mềm này, dẻo này, dền và không hề bị nhão này. Bánh vẫn giữ nguyên được vị đậm đà và thơm ngon. Sau khi hết thời gian ủ chín trong nồi áp suất ấy, thì các bạn lật mặt bánh nhé. Các bạn lật ngược mặt bánh nhá, trở lại này. Và sau đó thì các bạn đậy vung và chúng ta tiếp tục ủ chín ở chế độ linh xương của nồi áp suất một lần nữa nha các bạn. Nếu như mà các bạn chọn lấu hoặc là hấp ở trên bếp ý, thì đun một mẻ bánh chưng sẽ rất là lâu để bánh chưng chín được kỹ. Khi mà các bạn ninh nấu như thế thì chúng ta phải canh này. Tuy nhiên thì qua cái cách nào mà Phương chia sẻ này ở nồi áp suất, các bạn thấy không? Bánh rất là ngon, rất là dền, khô ráo và mềm dẻo. Mà không phải mất công, mất thời gian chờ đợi ninh nấu lâu. Là một lần thôi thì các bạn đảm bảo là các bạn sẽ không muốn làm theo cách cũ nữa. Tại vì làm theo cái cách này rất nhanh mà tiện, ăn bánh thì lại ngon hơn rất nhiều so với cách làm truyền thống. Như vậy là Phương đã chia sẻ xong các bạn cách làm bánh chưng cho ngày Tết thật là nhanh và đơn giản rồi đấy. Nếu như các bạn thấy video trên kênh của Phương hay và hữu ích cho mọi người thì các bạn đừng quên tặng cho Phương một like, kèm theo hãy nhớ bấm vào mục đăng ký để nhận được thông báo, cũng như là tiếp thêm động lực cho Phương ra thêm những video mới hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.